Sơn. Anh Sang đang làm gì anh Sang? Phải kem răng vậy. Sao nên đánh răng? Nhẹ vậy. Hay là phát đại ca? Kem răng á, nại nó ra đánh. Hướng dẫn cộng đồng mạng đánh răng, hướng dẫn cách đánh răng. Đứng đánh răng cũng đẹp trai nữa. Rồi tao cũng tắt tao đánh răng vậy, nó hôi quá rồi. Trời đẹp. Mọi người ăn sáng xong. Mình mới lấy lông. Mọi người ăn sáng xong. Đằng sau màn hình là mấy đệ tử của Mẫn đang ngồi nghe Mẫn nói nhảm. Ở cái camera nằm ở đây nãy giờ nhìn đâu. Hello. Mẫn đang đứng ở quán cơm Cây Dừa ở thành phố Nha Trang. Đó, mà hay núi không? Núi này núi gì Mẫn không biết nữa. Thì tour ngày hôm nay mình sẽ đi rất là nhiều nơi. Đầu tiên là cứ ăn xong đã, mới ăn xong nè, uống ly nước. Rồi, đó là cập nhật nhẹ. Mình đang đi đến bãi dọc Nha Trang. Đang quay phim được không? Cái bậc này cao quá. Chúng ta đang trên đường ra bãi biển để nạp vitamin D, E và N, hay còn gọi tắt là vitamin đen. Giờ mình đang tìm bàn. Cắm vô coi Mẫn. Mẫn. Xăng ra mày cắm vô coi. Cắm gì? Theo đứt tay đi hả? Bởi vậy mới một tay làm xong.
rồi. Thả ra. Đúng là mình tháo cái đầu ra, mình nhét vô, mình mới ngắm nè. Mình tháo đầu ra được rồi, mình nhúng rồi. Vậy mà nó banh là rồi. Quá đẹp. Đủ rồi, quá đủ rồi. Trời, tay hôi mùi tôm á. Tắm xong rồi, giờ mình chuẩn bị về khách sạn. Thôi bây giờ vì tình duyên của con, tương lai của con, cô ba cũng đành hy sinh thân già. Anh lấy bé nào thấy em như hơi ngợp cầu ý nè, cậu quyết định gì nha? Cậu còn có ý kiến không? Dám quyết định à? Rồi rồi, quyết định rồi đó. Rồi ba ba gì, ba kẹo quá, ba không muốn xài tiền thôi. Giờ hai cha con mình làm đám cưới chung đi. Đúng là một lần nữa đỡ nào. Quay phim cho nó đủ đủ chút. Kìa ông ơi, chở cho anh kìa. Còn nơi đây là giữa cửa sông và cửa biển, thì nơi đây là dòng nước lợ, nơi giao nhau hai dòng nước. Bên phải là cửa biển và bên trái là cửa sông. Rồi, ăn cơm xong thì ông sẽ đọc số phòng đó, để chúng ta chung lửa nhận ai chìa khóa. Và nhóm nào ở lầu nào á, mình tập trung lại, mình đi chung ha. Nó có tầng 5, tầng 4, tầng 3 và tầng 2. Cầu sớm bóng. Cái cầu sớm bóng là thú vị nhất. Ê, có đảo khỉ nữa kìa. À, dưa đảo khỉ. Không biết luôn là đảo khỉ nó có bao nhiêu giây. Thank you.
Nguyên đàn to mà lo gì. Massage toàn thân kìa, có nào muốn làm massage toàn thân không? À, đặc lắm. Cái này để thumbnail YouTube đẹp. Bên bệnh có chỗ mình nướng không vậy? Còn đồ tắm khăn tắm thì mình chưa có thì mình thuê 10 nào một cái ạ. Rồi mình mua nhau một cái tàu. Mua bà đào mua đào. Mình có cần đà rìa một người đó. Mua đi mua. Mua 3 tư luôn. Cái gì mua ngoài đường á, đi vô đây rồi. Nó nhìn nó dơ, nhìn cái ghê sao trời. Vô đây không ai rồi. Vô đây không ai nhìn thấy ai. À đi mình không có ai hay đâu. Ủa chút mình tắm nước sạch nó có sạch không hay nó bận bận bận. Mày đi ra ba hồ nữa đó. Mấy hồ nữa đó. Vậy thôi mình khỏi tắm. Uống cà đi. Kêu là bỏ thêm hai cá lóc vô nữa. Loại cá lóc. Nay đổ lên đầu luôn nhỉ. Đó. Đâu đâu thời thì phạm cái. Thôi lát qua hồ bơi. Hồ bơi, hồ khách xa, nhiều hồ. Đây nè, trọng cái đồ. Mà cái này nó có thôi. Không mà cái này nó không thôi, bộ mẹ nó không thôi. Ok ạ. Giống chừng giờ quá, giống chừng giờ. Chào mừng mọi người đến với chuyên mục tắm heo. Hai lần đủ rồi, chả lo bị
Đủ không? Chứ chưa gì thấy hả? Chặt cứng rồi đó. Bây giờ không, không đủ rồi. Phải đi. Tắm khoái. Trời sao? Biết mà là nó sẽ không thu được tiếng mà. Ờ, thu nhỏ lắm. Không, cái này là đổ bình nước chứ không phải là cái hình ảnh khiếm nhã nữa. Hồi biết được khùng. Này là hồi nước nóng. Nhiệt độ hồ bơi nè. 37 độ, 39 độ rưỡi. Đầu à? Đầu à? Là hồ trẻ em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lên hả? Đó là Phương Anh. Phương Anh không phải ly qua kia. Bây giờ bắt ra bộ mà nữa. Ai muốn ăn cơm vô cái này. Thấy thấy không? Thấy không? Chào quá. Cái nhà bên kia nhấp nháy kìa mà. Biết không gặp đầu. Cảng bến tàu chút qua phòng mẹ lấy hai chai nước xuống tử còn đừng ngày mai tính nem nướng. Ăn nem nướng. Nem nướng là xiên nướng đó. Trung Quốc nhiều quá ha, đi đâu cũng gặp Trung Quốc hết. Sao thấy tự nhiên lo lắng cho tình hình đất nước quá. Cho đường thủy đổ một trận tấn chúc tạo với sân thông tổng thức quý giao tốt lời hẹn cho nước nhà phương trên 30 người dân tại trung nước đi bây giờ người đây 44 người đúng không? Không nào vậy đi vàng đàn nhà của Hồng bây giờ người hết rồi bây giờ hỏi cổ chứ sao mình biết được chứ. Nói chung có quay hết không cắt ra. Thank you.
3 là một trong những mẫu laptop liên minh được đánh giá rất cao về các thiết kế mặt đáy, với các cái đường cắt lấy gió được bố trí đều trên một cái diện tích rất là rộng, nó nhẹ nhàng cực kỳ nhiều để không khí mát có thể đi qua đều các linh kiện bên trong. Từ từ để chọn cái đều lên. Cái cách làm này của MS2 sẽ giúp cho những chiếc laptop liên minh luôn có mức nhiệt độ vận hành khá tốt và khả năng làm mát hệ thống cũng được nâng cao hơn phần nào. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng mở ra lên và nhìn vào bên trong nhé. Cái bản này của MS2 GL3 bắt đầu nhé, là kẻ hai đầu khá từ thậm chí là nó hơi nghỉ cứng quá cũng được ít, khiến cho việc mở máy lên bằng một tay sẽ gặp đôi chút khó khăn đấy, anh em buộc phải dùng hai tay. Nhưng mà bù lại thì nhà sản xuất đã ra cố cái phần khung của màn hình rất là tốt, thử khiến cho hạn chế cái hiện tượng méo cái hộp miếng khô bòn. Wow, ngon vậy, đút miếng thôi. Cái hộp miếng bánh hồng tôm à. Này gì vậy? Này gì ăn cái đen đen á? Khô bò. Phổi bò hay gì á? Khô bò đủ. Ăn cũng ngon. Ăn đi phát. Giống gan bò quá hả? Phổi bò.